tạm biệt mà, bạn của rùa nhiệt chướng, muốn hủy diệt cùng nó. Ta hy vọng đừng có kiếp sau nữa. Trong lúc Đế Tích Vi sắp đụng vào hữu nhân, đột nhiên giữa trời đất tạo thành một luồng được không gian lớn mạnh, áp chế toàn bộ sinh linh đang di chuyển. Hệ thống kiểm tra được bí cảnh đang được kích hoạt. Hệ thống tự động phân tích bí cảnh đang kích hoạt. Hệ thống phân tích hoàn thành, bí cảnh cổ tích phong linh sẽ loại bỏ phong ấn sau một ngày. Hệ thống nhắc nhở có người giải phong cổ tích phong linh, muốn nhận được phần thưởng cuối cùng của cổ tích phong linh và bí ẩn thăm dò thế giới, cần phải vượt qua bài lớn. Thông qua ải thứ nhất cổ đạo cửu linh, bèn nhận được 150.000 điểm kinh nghiệm. Cổ tích phong linh đang kích hoạt, xin thúc chủ chớ nên động đậy. Một ngày sau là có thể tiến vào cổ đạo cửu linh. Lực không gian này lại giam giữ tất cả người. Nhân cơ hội này, ta phải mau chóng nuốt chửng trận pháp giam giữ ta của Dược Hoàng. Đây là sao thế này? Rốt cuộc bí cảnh này là như thế nào? Lại có thể phóng thích lực không gian, giam bổn hoàng lại. Cho dù di chuyển cũng chỉ có thể di chuyển 10 mét. Tại sao dù yêu đó có thể thôn vệ trận pháp của ta? Nếu trận pháp bị phá, thì đồ trong lò dược của ta phải gặp tai họa rồi. Rùa yêu, tốt nhất là ngươi yên phận đứng tại chỗ cũ. Bằng không, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết. Ta sợ quá đi à? Nửa tiếng đồng hồ sau, đồ trong lò này thơm thật đấy. Đừng đụng vào lò dược. Người nói không đụng thì không đụng, thế thì ta mất mặt biết chừng nào. Đợi không gian áp chế kết thúc thì ngươi chết tới nơi. Ta phải hút máu của ngươi, bóp xương của ngươi, giày vào hồn phách của ngươi. Ngươi chỉ biết uy hiếp thôi sao? Giỏi thì tới đây, chúng ta đánh một trận. Vô địch là cô đơn biết bao, vô địch là chống thải biết bao. Rùa yêu, bỏ dược liệu vào lò dược. Bằng không, ta chẳng những sẽ giết ngươi, ta còn phải đồ sát toàn bộ yêu thú của Hồ Long Châu. Dược Hoàng, ngươi đừng căng thẳng, ta không phải người tốt gì. Đồ bên trong lò dược này, ta cũng sẽ không hề trở lại cho ngươi đâu. Lưu Lập, ngăn cản nó cho ta, mau thu lò dược đi, đừng để nó mất mất. Lưu Lập, tiền bối, bên kia còn có một khu vườn dược cổ đại có thể nuốt. Các ngươi xong rồi, các ngươi thật sự xong rồi. Lưu Lập, ngươi nên biết rõ, mặc cho chúng ta có chọc tức nó hay không, nó đều sẽ cho ta chết. Một khi ta chết, ngươi cũng sẽ không thể sống tốt. Ta biết, cho nên ta chỉ có thể đi theo tiền bối. Thế thì tốt. Khi vật quý trong vườn dược cổ đại và lò dược đều vô cùng quý báu, nhưng số lượng lại không phải nhiều lắm. Vì vậy sau khi ngũ nhân nuốt xong tất cả vật quý này, tổng cộng chỉ nhận được 69.633 điểm kinh nghiệm. Bấy nhiêu đấy quá, ngươi nói người đường đường dược hoàng sao lại không bỏ nhiều dược liệu hơn vào đó hả? Đúng là keo kiệt. Cổ tích phong linh sắp mở ra. Hệ thống kiểm tra được bí cảnh cổ tích phong linh hoàn toàn kích hoạt. Xin túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, sau 10 giây, tiến vào cổ đạo cửu linh. Ngươi hồi phục gần xong chưa? Tiếp theo, có lẽ sẽ có nguy hiểm, cẩn thận tí. Túc chủ tiến vào cổ đạo cửu linh. 10 phút sau, 10 túc chủ bước vào cổ đạo cửu linh, chống đỡ tất cả tổn thương, cản trở và đột kích, duy trì đứng đầu hạng 10, xem như vượt ải thành công, có tư cách tiến vào ải thứ 2. Cổ đạo cửu linh, ý nghĩa cũng như tên gọi có chính đường cổ đạo, phía trước từng cổ đạo đều có một đài to. Ở trên chính đài to, tổng cộng có vài nghìn võ giả xuất hiện. Trong số bọn họ có Vũ Vương, Vũ Tôn, Vũ Hoàng. Đây là toàn bộ võ giả trong cổ trần điện di rời vào trong. Nhưng nếu như vậy thì Đế Tích Vi sẽ bị đám đông vây lại tấn công. Cũng không biết bây giờ tình hình của nàng ta như thế nào. Rùa yêu, có giỏi thì ngươi ra đây. Đoán chừng cổ của đồ giả này sắp nổ tung rồi. Ai có thể giúp ta tìm thấy rùa yêu và bắt được nó? Ta tặng một viên đan dược trung phẩm cấp thần hoặc đại dược cấp Vũ Hoàng cho người đó. Nghe giọng điệu tức giận của Dược Hoàng, phần lớn đã bị sập bẫy của Nhật Thiên Ma Diêm Quy rồi. Vẫn là hãy suy nghĩ, tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây trước đi? Cổ đạo phía trước lại là gì hả? Đây là cổ tích của tộc Phong Linh. Dựa theo ghi chép của sách xưa, tộc Phong Linh đã biến mất từ 100.000 năm trước rồi. Không ngờ lần nữa gặp lại, lại là ở cổ trần điện còn thành cổ tích nữa. Dưới góc trái nhanh thật, ta chơi chưa được một lát thì đã nhận được hàng tốt. Hàng tốt độ của ta còn ưu tiên phát hàng cho ta nữa. Cách ngày bình gửi tới rồi. Đây hẳn là cổ đạo cửu linh, tiếng tăm lẫy lừng của tộc Phong Linh. Người đi qua cổ đạo cửu linh sẽ nhận được thừa nhận của tộc Phong Linh, còn có thể nhận lợi ích rất lớn. Ta từng nhìn thấy trong một quyển sách xưa rách nát, người bước vào cổ đạo cửu linh kiêng kỵ nhất kèm theo huyết mạch ma thú. Nếu ai kèm theo huyết mạch ma thú, một khi bước vào cổ đạo cửu linh, vậy mức độ nguy hiểm của cổ đạo này sẽ nâng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây chẳng phải chống đối sao? Đã hết 10 phút, cổ đạo cửu linh mở ra. Mới thúc chủ tiến vào cổ đạo cửu linh. Ngươi bước ra, đi vào trong cổ đạo xem thử. Có vẻ mạnh đang mệnh lệnh kẻ yếu rồi. Ta cũng đi nhìn xem người đó bước vào cổ đạo cửu linh sẽ xảy ra chuyện gì. Nói người đó, mau đi lên, đừng làm lỡ thời gian của mọi người. Vẫn là ngươi bước lên đi, ta cho ngươi thời gian 10 giây. Ta cho ngươi thời gian 3 giây. 1. Chỉ là một vũ tôn cấp 8 cũng dám khiêu khích bổn tôn ư? 2. Cho dù ngươi và ta cùng cảnh giới, nhưng ta đến từ cổ điệp châu lớn mạnh. Ngươi cũng khá thành thạo đấy.
tiền bối, xin ngươi nhất định phải cho ta một cơ hội bước vào cổ đạo cửu linh. Ta không có ngăn cản ngươi. Đa tạ tiền bối ân chuẩn, lần này ta đi vào, mặc cho xảy ra chuyện gì, đều sẽ báo cáo tình hình thực tế cho tiền bối. Thế nào? Bình an vô sự, có thể bước vào. Nếu không sao, thế thì tránh ra đường cản đường. To gan, tiền bối cũng chưa bước vào, ngươi đã muốn đi trước, tìm đường chết. Hắn ta cũng xứng gọi là tiền bối. Ngươi có bản lĩnh, bảo hắn ta đích thân tới cản ta. Ta coi hắn ta có dám cản không? Tiêu Giao Kiếm Hoàng, ngươi cũng bị đưa đến nơi này rồi à? Tiểu tử, tôn trọng tí. Ta có đầy cơ hội để chỉnh đốn ngươi. Trên người ta có huyết mạch ma cũ, nếu bước vào từ lúc đầu, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, phải cố gắng lết tới cuối cùng. Khá lắm, dù nghiệp chứng sắp bước vào cổ đạo cửu linh rồi. Chẳng có chuyện gì cả. Trước kia những người đó khoác lác bậy bạ, làm hại ta là người cuối cùng tiến vào thần đạo. Phải tăng tốc thôi. Đường đi phía trước xác thực không có khác thường, nhưng khi ngũ nhân đi được 100 mét, đột nhiên ánh vàng dưới chân bị sậm màu. Cổ đạo cửu linh kiểm tra được trong cơ thể ký chủ sở hữu huyết mạch ma thú, độ khó của cổ đạo cửu linh này nâng lên gấp 10 lần. Ngũ nhân vô ý thức muốn lùi lại, nhưng hệ thống lại nhắc nhở hắn không thể lùi lại, cho nên ngũ nhân chỉ đành tiếp tục tiến lên. Nhưng cũng chính vì độ khó của cổ đạo cửu linh này nâng cao gấp 10 lần, dẫn đến những người khác cũng phải chịu đựng áp lực gấp 10 lần. Kể cả Tiêu Giao Kiếm Hoàng đi đầu tiên cũng đột ngột bị đè tới mức quỳ xuống đất. Đây là bị sao thế này? Tuy trọng lực áp chế nâng lên gấp 10 lần, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của ngũ nhân, và hắn đã nhanh chóng vượt qua một số vũ tôn. Tại sao quần sáng dưới chân hắn ta là màu vàng sậm vậy? Ta nói sao đột nhiên trọng lực lại tăng lên gấp mấy lần? Hắn ta chắc chắn là người kèm theo huyết mạch ma thú. Người phía trước, ngươi đợi đã. Có việc gì không? Tiền bối, không sao, người tiếp tục. Bọn ta chỉ là muốn chúc tiền bối càng đi càng xa. Sao hắn ta lại là Vũ Hoàng? Cũng may không có trực tiếp xông lên, bằng không thì chúng ta gặp bà cố mất rồi. Quách bản đồ bị mất hiệu lực trong cổ đạo cửu linh. Ta phải thận trọng hơn. Cùng với ngũ nhân không ngừng đi sâu vào chính cổ đạo cửu linh, nhiệt sâu kéo dài cũng bắt đầu từ từ áp sát. Thậm chí ngũ nhân cũng có thể nhìn thấy tình hình của cổ đạo bên cạnh. Người trong cổ đạo bên phải tiến bước chậm rãi giống như bên chúng ta. Chắc là cũng có người kèm theo huyết mạch ma thú, dẫn đến độ khó của cổ đạo bị nâng lên gấp 10 lần. Ngoài trọng lực ra, bắt đầu xuất hiện các thủ đoạn cản trở khác rồi. Tuy độ khó của cổ đạo lại tăng, nhưng cũng may ngũ nhân không có cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa dọc đường còn giải cứu một nàng thỏ bị tiểu nhân thu lộ phí. Dưới chân của nữ nhân ở cổ đạo bên cạnh cũng là cồn sáng màu vàng sậm. Chẳng lẽ nàng ta chính là đế tích vi ư? Có người đi vào cổ đạo cửu linh, kích khởi cổ tích của hải đầu tiên. Bia thiên thạch của cổ Long Châu hiện thế. Tám đại châu đại lục cổ thần, mỗi châu đều có một bia thiên thạch. Thông tin trên bia thiên thạch đã cộng hưởng lẫn nhau. Thông tin của ký chủ đã bị bia thiên thạch ghi vào. Xin ký chủ thận trọng đối đãi. Nghe nói tất cả người đạt được cảnh giới Vũ Hoàng đều sẽ được ghi chép lên trên bia thiên thạch, hình thành một bảng xếp hạng Vũ Hoàng cộng hưởng của tám đại châu. Đáng chết, ta chỉ muốn khiêm tốn bảo toàn tính mạng, không muốn xuất đầu lộ diện mà. Người phía trước hơi giống Tiêu Giao Kiếm Hoàng. Không nên như vậy, hắn ta là Vũ Hoàng cấp 3, tại sao lại không chống cự nổi? Tiểu hữu, có đan dược chữa thương không? Vết thương nghiêm trọng như thế, chỗ ta. Người bị trọng thương ư? Đúng vậy, trọng thương, bị mấy tên Vũ Hoàng có mưu đồ xấu đánh lén rồi. Nếu bị trọng thương, vậy tại sao tuyệt chiêu vệ đế của ta không có bị động kích hoạt? Tiểu hữu, ta sắp hết chịu nổi rồi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta đan dược. Ta có thể dùng máu vật trao đổi. Đúng là diễn xuất tồi tệ. Tiểu hữu đúng là biết nói đùa, ta thật sự bị người khác đánh trọng thương rồi. Nói láo. Hắn ta lại không phải Tiêu Giao Kiếm Hoàng. Tiểu tử, ngươi nhận ra ta bằng cách nào vậy? Ta chỉ đơn thuần cho rằng ngươi không có bị thương, là bản thân ngươi tự vỡ đây thôi. Ngươi có biết ta là ai không? Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Sau đó thì sao? Có bản lĩnh thì ngươi xuống đây giết ta đi. Nói hết một hồi lâu cũng không nói vào trọng điểm. Bổn tọa là linh hoàng của cổ địch châu, ngươi giết người của ta phải ngươi chết. Hóa ra ngươi chính là người cầm đầu của mấy người thu lộ phí đó à? Vũ Hoàng cấp 5, xác thực lợi hại, nhưng bây giờ ngươi lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cổ đạo này sẽ bảo hộ ngươi cả đời sao? Cũng sẽ có lúc xong thôi. Vậy thì cứ kéo dài thôi, chuyện có bao lớn? Đợi cổ đạo cửu linh đóng lại, nếu ngươi vẫn có thể rút ra ngoài, thế thì ta sẽ cho ngươi nhận thấy có một số nhân vật tai to mặt lớn. Ngươi chẳng những không thể trêu chọc, còn phải tỏ thái độ tốt. Con dâu cái kiến nhắm mắt theo đuôi, ta tiến một bước, ngươi mới dám theo một bước. Tỏ vẻ con khỉ, chẳng qua là cảnh giới cao hơn ta. Bèn bắt đầu ra vẻ trước mặt ta. Ngươi nói ngươi tài giỏi cỡ nào, nếu ngươi thật sự lợi hại, thì ngươi hãy ra vẻ ở phía trước bia thiên thạch kia. Hừ,
trên lệch cảnh giới là do ta tạo thành sao? Con sầu cái kiến chính là thế, cho ngươi nhiều tài nguyên hơn, ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Lão tử đi tới ngày hôm nay, không có nhờ vậy bối cảnh ra thế. Cha nương bảo vệ, nếu thật sự có những tương trợ này cho ta thêm tài nguyên, lão tử sớm đã thành vũ đế rồi. Con sầu cái kiến, nói thực tế tí đi, không cần thiết ảo tưởng nhiều như vậy. Được thôi, có phải chăng ngươi là nhà ngươi ở đâu, phải chăng dựa vào gặp tài nguyên trong nhà mới đi được đến trình độ này? Khốn nạn, đợi đi ra khỏi cổ đạo cửu linh, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Không phải ngươi kêu ta nói thực tế hơn đó sao? Ta xác thực nói rồi mà. Sao hả? Có phải không chịu chơi không? Tuy Linh Hoàng suy đoán ngũ nhân rất có thể là người kèm theo huyết mạch ma thú, nhưng hắn ta cho rằng mình tùy ý thì có thể áp đảo đối phương, cho nên ngũ nhân có phải người kèm theo huyết mạch ma thú hay không, hắn ta cũng không hề hấn gì. Ngươi đang suy nghĩ làm sao giết ta sao? Ta ngẫm lại, ngươi ngoài cách ngăn thì làm nô ra, ta không thể tưởng tượng ngươi sẽ vượt qua kiếp này bằng cách nào. Ngay sau khi ngũ nhân bước ra khỏi cổ đạo cửu linh, thì hệ thống đã ban phát phần thưởng vượt ải. Và vì ngũ nhân sở hữu huyết mạch ma thú, cho nên độ khó của cổ đạo cửu linh tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy phần thưởng kinh nghiệm cũng tăng tới 200.000. Ngũ nhân lập tức nâng lên đến vũ hoàng cấp 3. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể ngăn thì làm nô sao? Dáng vẻ không sợ gì của ngươi đúng là đáng ghét. Vậy nếu ta thật sự có thể rời khỏi nơi này, e rằng ngươi không thể nở nụ cười nữa đâu. Thực lực cảnh giới vũ hoàng cấp 5 của bổn tọa, đối phó một con sâu cái kiến cảnh giới vũ hoàng cấp 1 như ngươi, chỉ cần một ngón tay. Nếu ngươi thật sự có thể thoát khỏi chỗ ta, ta quỳ xuống gọi ngươi là Gia Gia. Tôn tặc ghi nhớ danh hiệu của Gia Gia ngươi, ta tên là Tiêu Giao Song Kiếm Hoàng,